Rồi xin giao lưu kế tiếp có mã số là 390. 390 là một phôi hải châu lá nhỏ sống khỏe luôn nha. Cây dáng trực, đế nở luôn. Mình những cái này về mình đánh form thiên nhiên là tuyệt vời luôn nha. Cây này có hoành 22, cây cao 30. Nhà vườn xin giao lưu là 600k bao ship luôn. 600k bao ship. Cây đế ok. Đế vẫn trải luôn nha. Đế ok luôn. 600k bao ship, rất chi là mềm luôn nha. Mình giao lưu nhanh luôn. Khá là đẹp. Cây này mình làm dáng trực. Mình làm trực là ok luôn nha. Được cái đế nó đẹp. Đó, mình cứ đánh tán ngang 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 ra rất là đẹp. Thân sóng cũng đều nữa. Rồi xin qua cây này luôn.